trên mặt trận văn hóa thể thao và du lịch luôn phấn đấu đoàn kết năng động sáng tạo hội nhập đổi mới ngày chúng tôi như những vườn hoa ôm mùa tỏa hương thơm ngát ngày chúng tôi như những cánh chim không mỏi lặng thầm giúp cho cuộc sống đẹp và các bạn đến Quảng Trị anh hùng vào những ngày tháng 7 lịch sử này, cho phép tôi thay mặt cho cán bộ thư viện tỉnh Yên Bái xin gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc đến quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp. Chúc liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề Những người con bất tử nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 của chúng ta thành công rực rỡ. Thưa các bạn, Yên Bái, mảnh đất ngõ miền Tây Bắc của Tổ quốc, tạo hóa đã ban tặng cho Yên Bái phong cảnh sơn thủy hữu tình với cánh đồng mường lò mênh mông bát ngát, thẳng cánh cò bay đã đi vào sử sách nhất thanh nhì lò, tam than tứ tấc. Chè cổ thụ suối Giàng san tuyết hàng trăm năm tuổi đậm đà hương vị, hồ Thác Bà mênh mông sóng nước với hàng nghìn hòn đảo in hình dưới đáy nước soi gương, với rừng quế văn yên ngào ngạt cây nồng, và đặc biệt giành thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Đến với Yên Bái, quý vị sẽ được thưởng thức những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc trong những điệu xòe thâu đêm hòa quyện với tiếng khèn điệu nhạc như lời mời gọi du khách bốn phương. Phát huy tiềm năng và thế mạnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Còn mỗi chúng tôi, những cán bộ thư viện, tự hào là người con của quê hương Yên Bái, đang góp sức mình xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc đến khắp các vùng miền trong tỉnh. Hiện nay, Thư viện tỉnh Yên Bái có 29 viên chức và 4 phòng chuyên môn, với nguồn lực thông tin đa dạng, trên 320.000 bản sách in, 9 bộ sưu tập số toàn văn, 200 loại báo, tạp chí và trên 90.000 cơ sở dữ liệu thư mục. Hàng năm, Thư viện tỉnh Yên Bái cấp trên 5.000 thẻ, phục vụ 150.000 lượt bạn đọc với trên 300.000 lượt sách báo luân chuyển. Ngoài tổ chức phục vụ bạn đọc tại chỗ và 122 tủ sách em yêu tại các điểm trường học, những chuyến xe lưu động của Thư viện tỉnh đã đem sách báo đến tận tay bà con nhân dân tại 115 tủ sách cơ sở và 75 điểm phục vụ lưu động trong tỉnh. Chương trình thu hút bạn đọc tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học của Thư viện tỉnh Yên Bái đang ngày càng phát huy hiệu quả với các mô hình tủ sách thắp sáng ước mơ, tủ sách em yêu, tủ sách thanh niên, tủ sách hướng thiện, thư viện xanh thân thiện, góc thư viện sân trường. Đến với liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách, chủ đề Những người con bất tử kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Đoàn tuyên truyền giới thiệu sách Thư viện tỉnh Yên Bái chúng tôi gồm 3 thành viên chính. Tôi là Vũ Thị Hiệp, đội trưởng, hiện là Phó trưởng phòng xây dựng phong trào Thư viện tỉnh Yên Bái. Sở thích của tôi là được đi du lịch và giao lưu gặp gỡ bạn bè. Tôi là Bùi Thị Diệu, cán bộ phòng nghiệp vụ. Còn tôi, Thu Thủy. Các toàn thể liên hoan, còn đây là các thành viên minh họa cho chương trình tham gia của đoàn. Ta về với liên hoan, cùng gieo con chữ cho cuộc sống thêm vui. Con giữ say ơi, sách tuyệt vời, sách tuyệt vời. Anh chàng chỉ thương cuộc đời vui, cuộc đời vang vang. Thank you.
đồng chí và các bạn, ngã ba Đồng Lộc, ngã ba 10 cô gái thanh niên xung phong đã đi vào huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt và hào hùng của dân tộc ta. Hôm nay, tại liên hoan này, xin được nhắc lại như một lời tri ân sâu sắc của thế hệ chúng tôi gửi đến 10 đóa hoa Đồng Lộc bất tử khi một lần nữa được giới thiệu về huyền thoại cao đẹp của dân tộc. Cuốn sách Huyền thoại 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, những người con bất tử do nhóm tác giả Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương và Anh Minh biên soạn, nhà xuất bản Lao Động ra mắt bạn đọc năm 2012. Sách có độ dày 506 trang, in trên khổ giấy 19x27cm. Nội dung của cuốn sách được chia làm 5 phần chính. Phần 1, ngã ba Đồng Lộc, địa danh đã đi vào lịch sử, giới thiệu về vùng đất và con người Can Lộc và sự hình thành của quyết chiến điểm giao thông ngã ba Đồng Lộc vào năm 1968. Ngã ba Đồng Lộc là một địa danh nằm trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tất cả mọi con đường từ Bắc vào Nam đều phải đi qua nơi đây. Địch tập trung đánh, ta kiên quyết giữ và đảm bảo giao thông vận tải, chi viện kịp thời cho tiền tuyến lớn. Vì vậy, ngã ba Đồng Lộc trở thành quyết chiến điểm trên mặt trận giao thông vận tải thời ấy. Phần 2, tượng đài của những chiến công. Phần này viết về các anh hùng tại ngã ba Đồng Lộc. Không quản ngại ngày đêm, dưới mưa bom bão đạn, nhưng với quyết tâm và sự hy sinh xương máu của các anh, các chị đã làm nên một huyền thoại về ngã ba Đồng Lộc. Phần 3, những ngày tháng rực lửa. Tập hợp những bài viết, chuyện kể về những ngày chiến đấu vô cùng ác liệt tại ngã ba Đồng Lộc. Trong khói lửa đạn bom ác liệt, sự sống và cái chết cận kề, nhưng với sự chiến đấu dũng cảm trên đất lửa Đồng Lộc với quyết tâm sắt đá, tim có thể ngừng đập nhưng đường phải thông, sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm. Đường chưa thông, không tiếc xương, tiếc máu đã trở thành lý tưởng, phương châm sống, chiến đấu của các lực lượng lúc bấy giờ. Phần 4, huyền thoại về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, những người con bất tử. Phần này tập hợp những bài viết, những câu chuyện kể về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Vào ngày 24 tháng 7 năm 1968, các chị đã kiên cường, bám đường, thông xe, hy sinh anh dũng, làm nên một huyền thoại về Đồng Lộc. Phần 5, ngã ba huyền thoại. Phần này là tập hợp 40 bài thơ chọn lọc với các cảm xúc trào dâng khi đến thăm địa danh Đồng Lộc của nhiều tác giả khác nhau. Ở mỗi phần, nhóm tác giả đã khéo léo, lựa chọn, sắp xếp nội dung các bài viết, thơ, bút ký, giúp bạn đọc lật dở từng trang lịch sử để trở về với ngã ba Đồng Lộc. Nơi ấy đã diễn ra cuộc chiến tranh vô cùng cam go khốc liệt, đã xuất hiện những tấm gương anh hùng và đặc biệt là huyền thoại về 10 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, anh dũng chiến đấu vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc. Hôm ấy là ngày 24 tháng 7 năm 1968. Tiểu đội 4 thanh niên xung phong gồm 10 cô gái trẻ nhận nhiệm vụ lên đường, san lấp hố bom, sửa chữa đường, hầm trú ẩn ở đoạn đường độc đạo, nhanh chóng thông đường cho xe qua. Chị Võ Thị Tần đã tập hợp toàn tiểu đội và nói: chiến trường không thể thiếu đạn, thiếu gạo chỉ một ngày một giờ được. Chúng mình phải mở con đường máu để cho xe đi vào mặt trận. Vào đây, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng chúng mình không thể lùi bước được. Phải chiến thắng giặc Mỹ ngay tại ngã ba Đồng Lộc này, nếu cần vì sự sống của những tuyến đường. Các đồng chí có đồng ý không? Đi dưới trời khuya sau đêm lấp lây, tiếng hát ai vang đồng cây rừng. Phải chăng em cố gái mở đường, hôm nay mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà dưng em phi thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cúi đầu, em đi bằng những... Nhận nhiệm vụ xong, các cô đến ngay hiện trường, gấp rút triển khai công việc. Họ làm việc không ngơi tay, vừa cười, vừa nói, vừa ý ới gọi nhau,
vừa cất cao tiếng hát. Buổi chiều, máy bay Mỹ liên tục đến chốt bom. 3 lần, họ đã bị bom vùi lấp, rũ đất đứng dậy, tiếp tục đào đất, bê đá, san lấp hố bom. Bỗng, một tốp máy bay phản lực của địch xuất hiện vào lúc 16 giờ. Trận oanh tạc lần thứ 15, một quả bom đen chuỗi như mũi tên lao thẳng xuống nơi Tần và đồng đội. Bầu trời tối sầm lại. Lúc ấy là 16 giờ 40 phút chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968. Đài quan sát không thấy ai đứng dậy. Bất chấp máy bay địch, đồng đội lao ra gọi lớn: A4 ơi! Tần ơi! Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vang của núi vọng về. Khi đồng đội đến nơi, chỉ thấy một hố bom sâu hoắm, không còn một ai, chỉ có chiếc nón rách bươm nằm trơ vơ ven đường. Những tiếng khóc được giấu đi, đồng đội hối hả đào bới tìm kiếm. Rồi một mái tóc đen hiện ra, thấy chị Võ Thị Tần vẫn ngồi ở tư thế nhìn lên máy bay. Chân tay chị còn đang mềm nhưng tim ngừng đập hẳn, mặt tím ngắt. Đồng đội lần lượt ngả mũ nón. Thế là hết. Võ Thị Tần ở ngay ngoài cửa hầm còn vậy, các đồng chí ở bên trong thì sống làm sao? Cứ thế, từng người một, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Nhỏ, Võ Thị Hà, Trần Thị Rạng, Trần Thị Hường lần lượt được đưa ra khỏi chiếc hầm lớn. Ngay sau đó, chiếc hầm thứ hai cũng được tìm thấy. Dương Thị Xuân, Võ Thị Hợi, Hà Thị Xanh được hối hả đưa lên. Muộn quá rồi. Đồng đội kính cẩn, nâng niu, đặt thi hài những đồng chí vừa hy sinh nằm thẳng một hàng ngang. Chỉ còn chị Cúc, mấy hôm không sao tìm được. Một đồng đội đã làm thơ gọi chị: Cúc ơi, tiểu đội đã về xếp một hàng. Cúc ơi, em ở đâu không về tập hợp? 9 bạn quây quần đủ mặt. Nhỏ Xuân, Hà Hường, Hợi Rạng Xuân Xanh, A Trường Võ Thị Tần điểm danh. Chỉ thiếu mình em, 9 bỏ làm 10 răng được. Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc, đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần, chỉ sợ em đau nên nhát cuốc trùng. Cúc ơi, em ở đâu? Đất nâu lạnh lắm, da em thì xanh, áo em thì mỏng. Cúc ơi, em ở đâu? Về với bọn anh tắm nước trong ngàn phố, ăn quýt đỏ sơn bằng, chăn trâu cắt cỏ. Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ, gối còn theo dở, cơm chiều chưa ăn. Em ở đâu hỡi Cúc? Đồng đội tìm em đũa găm cơm úp. Gọi em, gào em, khản cổ rồi, Cúc ơi. Đồng đội đọc đến câu thơ cuối cùng thì mọi người cũng tìm thấy chị bị vùi lấp cách chỗ hy sinh của 9 đồng đội gần 20 mét. 10 cô gái tiểu đội xung phong Võ Thị Tần đã vĩnh viễn nằm lại ở đất mẹ Đồng Lộc. Các chị đã cùng hàng trăm, hàng vạn người con đất Việt hy sinh vì những tuyến đường chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ. Thi thể của 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đã thấm hòa vào đất đai, sông núi, cỏ cây nơi đây, để lại cho muôn đời sau niềm tiếc thương, sự khắc khoải về cuộc đời và những ước mơ bình dị còn dang dở. Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh trên mảnh đất trộn lẫn máu, nước mắt và bom đạn này. Song, chiến thắng Đồng Lộc vẫn luôn là một biểu hiện đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, còn vang vọng mãi đến mai sau. Để tiếp nối truyền thống anh hùng trong sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay, mồ hôi vẫn rơi, máu vẫn đổ. Đó là sự hy sinh của Trung tá Đỗ Anh, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.
13 cán bộ chiến sĩ trên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn công nhân gặp sự cố sạt nở hầm thủy điện Rào Trăng Ba và còn rất nhiều người nữa trong cuộc chiến chống dịch bệnh sát COVID những năm qua. Hàng triệu trái tim người Việt Nam đang quặn thắt vì các chị, các anh, bởi họ vẫn đang thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, vì đất nước, vì nhân dân quên mình. Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, Thư viện tỉnh Yên Bái vừa tái hiện trên sân khấu câu chuyện Những đài hoa tím của tác giả Nghiêm Văn Tân, viết về sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, được trích trong phần 4 của cuốn sách Huyền thoại 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, những người con bất tử. Không phải ngẫu nhiên mà nhóm tác giả lại lấy tên phần 4 của cuốn sách này để đặt tên cho toàn bộ tác phẩm. Phải chăng sự hy sinh cao đẹp của 10 cô gái đã làm nên một địa danh huyền thoại, ngã ba Đồng Lộc, và để cho ra đời một cuốn sách thật ý nghĩa, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Mời các bạn tìm đọc cuốn sách Huyền thoại 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, những người con bất tử, để hiểu sâu hơn về địa danh Đồng Lộc, cùng sống lại quãng thời gian hào hùng của lịch sử dân tộc, cùng trân trọng những tấm gương anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để non sông đất nước ta được kết quả tự do, nở hoa độc lập. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Yên Bái và hệ thống thư viện công cộng trong cả nước. Trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và các bạn. Vẫn ngát hương nuôi huyết mạch gió.